Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Lâu quá rồi lại gặp nhau. Video này thì tôi sẽ lại nối tiếp cái phần video nói về các cái cách thức các anh chị nhập hàng, được không ạ? Và video này thì tôi sẽ nói về cái việc là chúng ta sẽ mua hàng trên website hoặc là đánh hàng trực tiếp tại thị trường Trung Quốc. Thì các anh chị biết rồi đấy ạ, hàng ở Việt Nam thì có lẽ là một con số mà chúng ta không thống kê được nó là bao nhiêu, 40%, 50% hay 70% hàng hóa chúng ta đang xài ở thị trường Việt Nam là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thậm chí là có rất nhiều các hàng hóa là của Việt Nam nhưng mà nguyên liệu cũng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tôi lấy thí dụ như là ngành dệt may. Khi mà các bạn mặc quần áo thương hiệu Phan Anh, đúng không ạ? Thì có thể, rất có thể vải được nhập từ Trung Quốc. Nếu mà vải được sản xuất ở Việt Nam thì có thể phẩm màu sẽ được nhập từ Trung Quốc. Có thể khuy sẽ được nhập từ Trung Quốc. Có thể phép mơ tuya cũng có nhập từ Trung Quốc. Và đấy là tôi lấy thí dụ. Thế còn đồ điện tử như các bạn mua những cái hãng như là Kang hay Sun hay Sun hay ABC, XYZ gì đấy trên thị trường thì thương hiệu là của Việt Nam, doanh nghiệp là của Việt Nam. Thế nhưng mà ruột thì cũng có rất nhiều cái ruột là từ Trung Quốc, hoặc là lại nhập linh kiện từ Trung Quốc, lắp ráp tại Việt Nam, hoặc là sản xuất từ Trung Quốc luôn, đúng không? Thì đấy cũng là một cái cách thức mà tôi giới thiệu là nếu như các bạn là một doanh nghiệp lớn thì các bạn có thể sang bên đó đặt mua. Thế còn bài học này thì tôi sẽ nói về cái việc là chúng ta đánh hàng trực tiếp và đánh hàng trực tuyến ở bên Trung Quốc, được chưa? Thế thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị là tôi cũng đã từng đi Trung Quốc nhiều lần để đánh hàng từ khi tôi còn trẻ hơn như thế này cơ. Bây giờ thì cũng chưa già đâu, nhưng mà lúc trẻ hơn thì tôi cũng đi đánh hàng như thế. Sang Trung Quốc đi xe giường nằm sang, hồi đấy không có tiền, chả có tiền mà đi máy bay. Sang đấy đi ra các cái chợ đầu mối của Trung Quốc để đặt hàng, mua hàng, nhặt hàng mang về. Thì bây giờ dân mình vẫn thế, mua nhiều lắm. Ở trên một chuyến máy bay bay từ Hà Nội đi Trung Quốc hoặc là đi từ các tỉnh đi Trung Quốc thì gần như là người Việt, những người Trung Quốc ngồi trên đấy rất nhiều. Và có lẽ đến 80-90% là người Việt, đúng không ạ? Nói toàn tiếng Việt trên máy bay. Ra cái chỗ nhập cảnh vào Trung Quốc thì toàn người Việt. Bởi vì người ta đi buôn. Cách đây vài năm hoặc chục năm về trước thì cái việc mà đi buôn ở Trung Quốc có gì đấy nó còn là bí hiểm. Bây giờ thì trẻ con 18 tuổi, 18 cộng các bạn ấy cũng đi đánh rất là nhiều. Ok, rồi đầu tiên đi đánh hàng Trung Quốc thì làm gì nếu mà anh chưa đi đánh, đúng không? Thì mình sẽ lên Google, mình search những cái chợ mà mình đi. Nó có rất là nhiều chợ, nó có rất là nhiều tỉnh. Tùy vào mặt hàng chúng ta đánh thì chúng ta đi những cái chợ nào khác nhau. Chúng ta xem cái lộ trình, chúng ta làm visa. Nếu mà chúng ta chưa có passport thì chúng ta làm passport đi, hay còn gọi là hộ chiếu, đúng không? Sau đó xin visa đi Trung Quốc. Đấy, visa một lần hoặc là visa 6 tháng gì đó tùy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu đặt mua vé bay. Nếu mà chúng ta đi mua vé bay đấy, thì chúng ta bay sang bên đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi ra chợ, chúng ta mua hàng. Chúng ta nên thuê một cái bạn gọi là bạn tiếng Việt gọi là bạn tai, tức là những người mà phiên dịch viên ấy, để người ta dẫn mình đi đến chỗ này chỗ kia, người ta mua hàng mặc cả cho mình. Chợ của Trung Quốc thì họ bán rất là nhiều. Tôi đã sang bên đấy rồi, hàng hóa rất là đa dạng, đẹp, rẻ. Tiền nào của đấy, hàng gì cũng có, giá nào cũng có. Đẹp lung linh, long lanh mà dùng khoảng tháng, hai tháng hỏng cũng có. Xấu nhưng mà dùng vài năm mới hỏng cũng có. Đẹp thì dùng cả chục năm mới hỏng cũng có. Nó rất nhiều các loại hàng khác nhau các bạn nhé. Thế nên là các bạn có thể là thoải mái, các bạn là lựa chọn cho mình. Các bạn muốn đánh cái sản phẩm gì, muốn buôn bán sản phẩm gì thì các bạn làm. Cái gì cũng có, thực sự là cái gì cũng có, từ tất cho đến quần, đến áo, đến dây lưng, ví da, túi sách, cho đến tất cả những cái đồ trang sức, đồ gia đình, đồ tiêu dùng. Rất nhiều, rất nhiều. Ok, và hiện nay người ta vẫn đi đánh hàng rất nhiều. Hoặc là người ta sản xuất OEM ở Việt Nam, người ta sản xuất về. Tôi có một chị khách hàng, chị học viên là chị chuyên sản xuất đồ Uniqlo từ Trung Quốc về, sau đó cũng cho check code, check kiếc thoải mái này kia. Thế thì cũng nói là hàng Việt Nam xuất khẩu nhưng mà nhập về Trung Quốc hết, sản xuất. Nếu mà bạn có tiền bạn có thể sản xuất. Hoặc là cũng có một bạn học viên rất là giỏi trong Sài Gòn, chuyên bán hàng túi sách, túi sách hàng hiệu luôn, cũng sản xuất ở Trung Quốc, cũng đặt số lượng lớn mang về Việt Nam bán, cũng rất là ok, doanh số cũng rất là tốt. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta sẽ đi trực tiếp để đánh nha. Thì các bạn cũng lên mạng, các bạn Google search và tìm hiểu. Cũng đi cho nó biết. Nói chung đi du lịch cũng tốt, bên đấy cũng rất là hay, đúng không ạ?
Rồi, thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể lựa chọn cái phương pháp là chúng ta đánh hàng hay mua hàng trực tuyến. Chúng ta có thể truy cập vào các website như là Alibaba.com hay là Tmall hay là AliExpress hay là Taobao, rất nhiều các website thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, hoặc là những cái website thương mại điện tử nổi tiếng của Thái Lan, của châu Âu, của Mỹ, của các nước khác, Ấn Độ vân vân. Ví dụ như vậy, nếu mà các bạn làm cái cách tương tự, được chưa? Thì ở Trung Quốc có nhiều cái website, nhưng mà các cái hãng lớn như là Alibaba Holding hoặc là Tencent hoặc là những cái trang thương mại điện tử lớn thì các bạn có thể vào mua, nó cũng khá là uy tín. Tất nhiên nó vẫn có lừa đảo, nó vẫn có hàng này hàng kia, nó vẫn có những cách thức lừa đảo không đảm bảo cái uy tín của người bán. Thế nhưng mà cái tỷ lệ của nó cũng tốt, là những người bán hàng uy tín. Các bạn lên trên đấy, các bạn mở tài khoản. Nếu các bạn muốn xài thì các bạn có thể xài các phiên bản tiếng Anh. Nó sẽ chỉ có hai phiên bản chủ đạo là tiếng Anh và tiếng Trung thôi. Các bạn có thể sử dụng tiếng Anh cho nó dễ. Thậm chí mình có thể không cần biết tiếng Anh, mình vẫn đăng nhập vào mình mua hàng. Sau đó nó sẽ ship về Việt Nam đấy. Rất nhiều trang bây giờ đã cho ship về Việt Nam. Hoặc là mình có tìm một cái người mua, hoặc là một cái địa chỉ của bạn bè của mình, hoặc là một cái đơn vị mà giao vận nó kiểu ship Việt Trung Trung Việt đấy. Lên trên mạng tìm những cái ship Việt Trung Trung Việt này, xong đó thì giao hàng về cái chỗ đó, sau đó người ta sẽ đóng hàng, người ta chuyển về Việt Nam và mình trả phí tại thị trường Việt Nam, cũng rất là tốt. Các hàng hóa thì ở đây rất là đa dạng về mặt hàng, giá cả thì cũng rất là vô cùng, thì các bạn nên mua. Và các bạn phải sử dụng cái suy nghĩ và cái kinh nghiệm của mình để chọn cái sản phẩm gì cho nó phù hợp, mùa nào thức đấy, đúng không ạ? Rồi thì thời tiết nào sản phẩm đấy. Thí dụ như cái bạn mà bán hàng siêu thị trực tuyến như tôi nói, bạn ấy chọn được những cái sản phẩm rất là tốt. Ví dụ như là sắp sửa đến Tết, bạn ấy chọn là thảm này, bạn chọn đồ trang trí này, bạn chọn đèn này. Trời lạnh thì bạn chọn bán tất, bán khăn, bán mũ này. Rồi thì cái mùa sinh nở thì bạn chọn bán đồ em bé này. Thế rồi vừa Valentine sắp sửa tới thì bạn lại chọn đồ để tặng cho nhau này. Cứ liên tục đăng như vậy và tạo ra các cái nhu cầu cho khách hàng vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đấy là một số cái gợi ý. Thế còn cao hơn nữa thì các bạn có thể là thiết lập một cái đối tác ở bên đó, sau đó thì các bạn dần dần thì các bạn có thể là mua hàng và các bạn được mua với cái giá tốt hơn, ưu đãi hơn, đúng không? Thì đấy là một số những cái tôi hướng dẫn sơ lược để các bạn có thể có cái sự hình dung. Tất nhiên là cái thao tác và cái kinh nghiệm đánh hàng thì nó cũng phải trả học phí, bởi vì không gì dễ dàng đâu. Kể cả thầy Phan Anh hướng dẫn rồi thì vẫn có thể chết bình thường, vẫn có thể đánh những cái hàng về nó không đúng, hàng về khách người ta không mua, hàng tốt người ta cũng không mua, hàng xấu người ta cũng không mua, đúng không? Rồi tức là mình phải trả giá học phí cũng rất là nhiều đấy. Thế nhưng mà dù sao thầy hướng dẫn đưa ra những gợi ý như vậy là mình phải tìm tòi từng bước, mình đặt hàng thử về trước đi, mình đặt nhỏ xem như nào, nếu ok mình tăng dần lên. Đấy, cứ vào những cái trang thầy giới thiệu mà bắt đầu đặt mua hàng đi, ok. Còn nếu mà mình biết tiếng Trung nữa thì càng tốt, hoặc là mình có thể bán sang Trung Quốc. Đừng tưởng là Việt Nam không bán được cái gì sang Trung Quốc, mình bán tốt sang Trung Quốc. Những cái đồ organic, tức là những cái đồ thiên nhiên, đấy, có nguồn gốc thiên nhiên, có nguồn gốc là hữu cơ, đúng không ạ? Thế rồi những cái đồ mà Trung Quốc không có, ví dụ như là bán yến chẳng hạn đấy. Tôi có một bạn ấy bán yến ngược sang Trung Quốc, cái tổ yến ấy, đúng không? Hoặc là những cái của ngon vật lạ mình có thể bán ngược sang cái người tiêu dùng bên đó, họ cũng mua rất là nhiều. Bánh trái, bánh kẹo người Trung Quốc người ta tiêu thụ rất nhiều. Và ở Việt Nam tôi biết là có những cái bánh kẹo ở Việt Nam rất là ngon. Ví dụ như là tôi cũng phải nói thật là tôi cũng đi 15 quốc gia rồi, châu Âu cũng đi rồi, Dubai tức là Trung Đông ấy, rồi các cái nước Đông Nam Á rồi tôi cũng đi nhiều rồi. Tất nhiên 15 nước thì cũng chưa phải là quá nhiều, nhưng mà với phần lớn mọi người xem video như này thì tôi nghĩ là cũng là khá khá với cái tuổi của tôi. Nhưng mà tôi muốn giải thích rằng là rất nhiều cái bánh trái hoa quả của mình rất là ngon. Đấy, tôi muốn khẳng định điều đấy, bởi vì tôi đi tôi ăn thử tôi cũng thấy là ở Việt Nam rất là ngon. Tất nhiên một việc là hợp khẩu vị của mình. Thế thì ý tôi muốn nói là gì, mình có thể xuất khẩu ngược sang các thị trường như vậy. Đấy, ví dụ như bánh kẹo các bạn có thể xuất khẩu bán sang các trang thương mại điện tử của Trung Quốc, bán được luôn. Bánh pía của mình rất ngon, các cái bánh của các tỉnh nó có những cái bánh đậu xanh này kia rất là ngon, đúng không ạ? Vâng.
Thôi, không lan man nữa thì giới thiệu với các bạn một chút chút như vậy nhé. Các bạn có thể sang bên đấy để các bạn tìm hiểu và bắt đầu cái mô hình kinh doanh của mình. Tất nhiên, các công cụ Facebook Marketing, quảng cáo trên Facebook, bán hàng trên profile, trên group, trên fanpage, trên quảng cáo, trên Messenger, live stream v.v. vẫn sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bạn trong những cái phần tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết và cả những cái phương pháp bán hàng đa kênh nữa. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.